Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế ngày 25 tháng 3 năm 2023 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Giao tranh khốc liệt ở Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công. Nga công bố thời điểm tổ chức diễn đàn kinh tế phương Đông 2023. Đức tuyên bố ủng hộ Croatia gia nhập EU. Ông Biden ca ngợi nhầm Trung Quốc trước Quốc hội Canada. Brazil tuyên bố không sợ nước lớn trước thềm chuyến thăm của Tổng thống tới Trung Quốc. Sau đây là thông tin chi tiết. Giao tranh khốc liệt ở Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công. Tướng Valery Zelensky, tư lệnh quân đội Ukraine, nhấn mạnh đến khó khăn tại khu vực tiền tuyến Bakhmut miền đông nước này. Trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày 24 tháng 3, ông Zelensky đã tiết lộ nội dung cuộc điện đàm của mình với tham mưu trưởng quốc phòng Anh, đô đốc Sir Tony Radakin. Tôi đã thông báo cho đồng nghiệp của mình về tình hình hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tình hình ở hướng Bakhmut là rất khó khăn. Nhờ những nỗ lực to lớn của lực lượng phòng vệ, tình hình đã được ổn định. Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc tăng cường phòng không Ukraine, tư lệnh quân đội Ukraine viết. Quân đội Ukraine cho biết đã ngăn chặn 79 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ và thực hiện 12 cuộc tấn công đáp trả tiêu diệt 1.020 binh sĩ của đối phương. Phía Nga chưa bình luận về các con số này, chỉ quy các lực lượng trên bộ của Ukraine. Ông Lesansky nói rằng quân đội sẽ sớm phản công khi lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đang suy yếu dần sau nhiều tháng tấn công không đạt nhiều kết quả. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 3 thông báo đã phá hủy một nhà chứa máy bay không người lái của quân đội Ukraine tại Odessa. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay Nga đã tấn công 87 đơn vị pháo binh, binh sĩ và các khí tài khác của Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga bắn rơi 18 máy bay không người lái, ngăn chặn 3 quả rocket của hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS trong 24 giờ. Ngoài ra, ông Konashenkov còn nói, Nga phá hủy một kho đạn của lực lượng đánh thuê cho Ukraine tại Donetsk trong ngày. Trong khi đó, quân đội Ukraine biết tình hình chiến sự căng thẳng đang diễn ra tại khu vực phía bắc của khu vực tiền tuyến kéo dài từ Lyman đến Kupiansk, cũng như tại Avdiivka ở đầu phía nam, ngoại ô thành phố Donetsk. Hai khu vực này đều là một phần của tiền tuyến mà Nga nhắm đến trong cuộc tiến công mùa đông nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass gồm Donetsk và Luhansk. Cuộc tiến công của Nga bị cho là không đạt nhiều tiến triển, bất chấp cả hai phe đều thiệt hại nặng. Nga công bố thời điểm tổ chức diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2023. EEF 2023 sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nhân cùng đại diện các tổ chức công của Nga và các nước châu Á-Thái Bình Dương. Ngày 24 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga phụ trách vùng Viễn Đông, ông Yuri Trutnev, thông báo Diễn đàn Kinh tế Phương Đông EEF năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, sau khi đã tính đến lịch trình của các sự kiện quốc tế. Cũng theo lời Phó Thủ tướng Trutnev, EEF 2023 sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nhân cùng đại diện các tổ chức công của Nga và các nước châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ các bên tham gia diễn đàn ở cấp cao nhất trong năm nay để thảo luận về triển vọng hợp tác, các dự án đầu tư mới, sự phát triển của khu vực, hành lang cùng cơ sở hạ tầng, giao thông và logistics, đồng thời mở rộng hợp tác du lịch, ông Trutnev nhấn mạnh. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức thường niên từ năm 2015 theo sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm kết nối và mở rộng hợp tác kinh tế thương mại giữa vùng Viễn Đông của Liên bang Nga với các nước châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2022, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 tại thành phố Vladivostok của Nga với chủ đề Con đường hướng tới thế giới đa cực. Thông điệp được đưa ra tại diễn đàn là sự thay đổi của thế giới không chỉ đưa đến thách thức mà còn tạo ra những cơ hội mới. Đức tuyên bố ủng hộ Croatia gia nhập EU. Ngày 24 tháng 3, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Berlin sẽ ủng hộ Croatia trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu. Tuyên bố được đưa ra khi người đứng đầu ngành ngoại giao Đức đang có chuyến thăm tới Tbilisi, thủ đô của Croatia, quốc gia tiếp giáp với Nga về phía Bắc. Phát biểu họp báo bên cạnh người đồng cấp nước chủ nhà Ilia Dachiashvili, Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh, dòng tay chúng tôi luôn rộng mở, song kêu gọi quốc gia Kafkas này nhanh chóng tiến hành cải cách. Theo bà Baerbock, Đức sẽ hỗ trợ Croatia trên con đường vào EU. Về phần mình, ông Dachiashvili bày tỏ, người dân Croatia có ý nguyện không lay chuyển là được trở thành thành viên EU. Trái với Ukraine và Moldova, Croatia tới nay vẫn chưa phải lưỡng viên gia nhập EU mà chỉ có triển vọng đạt được quy chế này. Tháng 6 năm ngoái, do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, EU đã trao quy chế ứng cử viên gia nhập khối cho Ukraine và Moldova. Croatia cũng được nêu triển vọng đạt được quy chế ứng cử viên với điều kiện phải tiến hành một loạt cải cách.
Cụ thể, Tbilisi phải thực hiện 12 mục để có thể đến với những bước tiếp theo trong tiến trình gia nhập liên minh. Trong đó, có đảm bảo nhà nước pháp quyền, tự do báo chí, chống tham nhũng và ngăn chặn tác động của giới tài phiệt đối với chính trị. Vào mùa thu tới, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra đánh giá sơ bộ về các tiêu chí này trước khi xem xét những bước đi tiếp theo. Ông Biden ca ngợi nhằm Trung Quốc trước Quốc hội Canada. Ông Joe Biden hôm 24 tháng 3 đã vô tình ca ngợi nhằm Trung Quốc thay vì Canada giữa lúc phát biểu trước Quốc hội Canada. Sự cố này khiến nhiều người có mặt phải bật cười. Hôm nay tôi quan ngân Trung Quốc đã đẩy mạnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập tới chính sách nhập cư của Canada. Ngay lập tức Tổng thống Mỹ đã đến chính và nói, xin lỗi, tôi quan ngân Canada, quý vị có thể biết tôi đang nghĩ gì về Trung Quốc. Theo Kyodo, nhiều người có mặt nghe bài phát biểu tại Quốc hội Canada đã bật cười trước sự nhầm lẫn này. Ông Biden đang có chuyến thăm 2 ngày tới Ottawa. Chuyến thăm bắt đầu bằng một cuộc gặp với toàn quyền Mary Simon, đại diện chính thức của Eurotranspa tại Canada. Bà đã chào đón Tổng thống khi ông bước xuống chiếc chuyên cơ Air Force One, CBC đưa tin. Sau đó, ông Biden và phu nhân Jill tới dinh thự của Thủ tướng Justin Trudeau và có cuộc gặp gỡ thân mật theo cách gọi của Nhà Trắng. Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Mỹ và Canada thừa nhận thách thức nghiêm trọng lâu dài với trật tự quốc tế do Trung Quốc gây ra. Tổng thống Mỹ nhiều lần nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đặt ra thách thức chiến lược lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhiều nơi khác, tạo lợi thế trước cuộc cạnh tranh với cường quốc châu Á, được coi là ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Biden. Trong khi đó, quan hệ giữa Canada và Trung Quốc rất căng thẳng trong những năm gần đây. Hồi năm 2018, Trung Quốc đã tức giận khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Giảng Chu theo đề nghị của Mỹ. Brazil tuyên bố không sợ nước lớn trước thêm chuyến thăm của Tổng thống tới Trung Quốc. Ngày 24 tháng 3, theo cựu Ngoại trưởng Brazil, Celso Amorim, hiện là cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, Brasilia sẽ không chọn bên trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuyên bố trên được ông Amorim đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Lula da Silva tới Trung Quốc, chưa đầy 2 tháng sau khi ông gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hôm 24 tháng 3, phụ Tổng thống Brazil thông báo ông Lula da Silva đã lùi chuyến thăm Trung Quốc cho đến ngày 26 tháng 3 do vấn đề sức khỏe, khi ông vừa được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi nhẹ. Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Lula da Silva sẽ lên đường đến Bắc Kinh vào sáng ngày 25 tháng 3. Hiện nay, Brazil đang hướng tới chính sách đối ngoại thực dụng cân bằng mối quan hệ với hai đối tác thương mại lớn nhất, bất chấp căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Theo ông Amorim, quốc gia Nam Mỹ sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ về công nghệ và đầu tư từ Trung Quốc để phát triển ngành công nghiệp chất bán dẫn, và đây sẽ là một trong những ưu tiên của Tổng thống Lula da Silva trong chuyến thăm Bắc Kinh. Bên cạnh đó, ông Lula da Silva cũng sẽ kêu gọi sự hợp tác của Trung Quốc trong tiến trình thúc đẩy phát triển bền vững và nền kinh tế số của Brazil. Cựu Ngoại trưởng Brazil cho hay, hai nước đang chuẩn bị ký kết các thỏa thuận về chương trình vệ tinh cỡ nhỏ CBERS, vốn được khởi động từ năm 1988, cùng với những văn kiện hợp tác sản xuất thiết bị viễn thông và di điện tử. Chính phủ Mỹ đã ám chỉ những hoạt động hợp tác chế tạo thiết bị di điện tử của Trung Quốc sẽ không được quan ngân, qua đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới những kế hoạch của Brazil trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn giữa lúc tiếp diễn tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu. Khi được đề nghị bình luận về chính sách ngăn chặn của Washington nhằm vào các thỏa thuận hợp tác công nghệ với Bắc Kinh, ông Amorim chia sẻ, tôi không quan tâm đến những thông điệp đó. Nếu Mỹ muốn họ có thể đưa ra những điều kiện lớn hơn và thuận lợi hơn, thì chúng tôi sẽ lựa chọn các đề xuất của họ. Theo cố vấn của Tổng thống Lula da Silva, Brazil không dành bất cứ ưu tiên nào cho nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc. Nhưng nếu họ đề nghị những điều kiện tốt, thì tại sao chúng tôi lại phải từ chối? Chúng tôi không sợ các nước lớn. Ông Trump cảnh báo nguy cơ cái chết và sự hủy diệt nếu bị truy tố. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án việc công tố viên quận Manhattan định truy tố ông, đồng thời cảnh báo nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ là cái chết và sự hủy diệt tiềm ẩn. Loại người nào có thể buộc tội một người khác, trong trường hợp này là cựu Tổng thống Mỹ, người đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ Tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử và là ứng cử viên hàng đầu cho đến nay, cho chiếc vé đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử. Khi tất cả mọi người đều biết không có tội ác nào được thực hiện và rằng cái chết và sự hủy diệt tiềm ẩn trong một cáo buộc sai trái như vậy có thể là thảm họa đối với quốc gia của chúng ta, ông Trump viết trên mạng xã hội sáng ngày 24 tháng 3. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng quả quyết, chỉ người thực sự căm ghét nước Mỹ mới hành động như trên. Thông điệp đánh dấu sự leo thang công kích của ông Trump nhằm vào công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, trong bối cảnh đại bồi thẩm đoàn đang cân nhắc có khởi tố cựu tổng thống vì cáo buộc ông phạm pháp khi trả 130.000 đô la Mỹ thông qua luật sư thân tín Michael Cohen để che giấu mối quan hệ với nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels,
trong giai đoạn vận động tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016 hay không. Suốt những tuần gần đây, nhiều hãng thông tấn đã đưa tin về khả năng ông Trump sẽ bị truy tố hình sự vì cuộc điều tra của công tố viên quận Manhattan. Bản thân cựu Tổng thống hôm 18 tháng 3 từng viết trên trang Truth Social rằng ông có thể bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 3, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ tiến hành biểu tình để phản đối điều này. Động thái khiến một số nhà phân tích quan ngại về nguy cơ lặp lại sự cố bạo loạn trên đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người biểu tình ủng hộ ông Trump đột kích trụ sở Quốc hội Mỹ nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020. Trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi các nhân viên, công tố viên Barr khẳng định các phát biểu của cựu Tổng thống Trump sẽ không đe dọa được ông. Phản hồi bức thư yêu cầu điều trần của các nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện, ông Barr cáo buộc ông Trump đã tạo ra kỳ vọng sai lầm về việc bản thân sẽ bị bắt, thông qua bài đăng trên Truth Social cuối tuần trước. Ukraine coi Trung Quốc là người chơi chính, có thể giúp giải quyết xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky không đả động đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nga, theo đánh giá của các nhà phân tích đã làm sáng tỏ cách tiếp cận thận trọng của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Trung Quốc. Vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì ở Điện Kremlin, Nga đã thực hiện vụ tấn công sử dụng loạt máy bay không người lái nhằm vào một thị trấn ở phía nam thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức lên án vụ tấn công này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Tuy vậy, có một điểm đáng chú ý, đó là ông Zelensky không đả động đến chuyến thăm của ông Tập đến Nga. Chi tiết này, theo đánh giá của các nhà phân tích đã làm sáng tỏ cách tiếp cận thận trọng của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Trung Quốc. Yuri Potia, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Ukraine tại mạng nghiên cứu địa chính trị mới có trụ sở tại Kiev nêu quan điểm. Tất nhiên, Ukraine đã theo dõi chặt chẽ các cuộc họp giữa nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc. Việc ông Tập tới Moscow để bày tỏ mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin không phải là tin tốt cho Ukraine. Theo ông Poita, lo lắng là có thật, nhưng ông Zelensky rất khó để công khai điều đó. Đối với Ukraine, điều quan trọng là không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc. Tại sao phải chọc giận Bắc Kinh khi đang còn đối phó với Moscow? Chuyên gia Poita đặt câu hỏi. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, giới chức ở Kiev đã tránh chỉ trích công khai Trung Quốc, bất chấp việc nước này cung cấp huyết mạch kinh tế cho Nga giữa bối cảnh Moscow hứng chịu các biện pháp kiểm tỏa của phương Tây. Các dữ liệu thương mại cho thấy, bằng con đường trực tiếp hoặc gián tiếp, Trung Quốc đã cung cấp số lượng lớn nguyên liệu thô và chip máy tính cho Nga sau khi xung đột nổ ra. Trong khi ông Zelensky không tiếc lời chỉ trích Hungary và thậm chí cả Đức vì mối quan hệ của họ với Nga, thì Ukraine vẫn chính thức khẳng định rằng mối quan hệ của họ với Trung Quốc đại diện cho quan hệ đối tác chiến lược. Trong nỗ lực để tránh làm mất lòng Bắc Kinh, Kiev năm ngoái đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Cũng vào mùa hè năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn South China Morning Post, ông Zelensky đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng kinh tế và chính trị để yêu cầu Nga chấm dứt xung đột. Trung Quốc là một siêu cường kinh tế, một nước có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Vì vậy, họ có thể gây ảnh hưởng đến chính trị và kinh tế Nga. Thêm vào đó, Trung Quốc còn là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kỳ vọng của Ukraine và Trung Quốc. Tháng trước, Trung Quốc đã đưa ra đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Bản đề xuất này chủ yếu nhắc lại các luận điểm của Bắc Kinh về xung đột ở Ukraine với lời kêu gọi đối thoại, tôn trọng chủ quyền của hai bên và chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế, kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang hạt nhân. Các quan chức ở Washington và đồng minh của họ cho rằng đề xuất hòa bình của Trung Quốc sẽ hợp pháp hóa việc Nga giành lãnh thổ Ukraine thông qua vũ lực, đồng thời cho Moscow thêm thời gian để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Đáng chú ý, người trong cuộc Tổng thống Ukraine Zelensky lại tỏ ra kiềm chế hơn. Tôi tin rằng việc Trung Quốc bắt đầu nói về Ukraine không phải là điều xấu. Nhưng câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra sau đó? Ông Zelensky nói với phóng viên sau khi Trung Quốc công bố đề xuất hòa bình. Tôi nghĩ rằng một số đề xuất Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc với người Trung Quốc, tại sao lại không? Mục tiêu của chúng tôi là tập hợp nhiều người hơn đứng bên phía chúng tôi để cô lập Nga. Chúng tôi muốn có cuộc gặp với phía Trung Quốc, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết. Nhưng cũng kể từ đó, Kiev đã tách mình ra khỏi kế hoạch hòa bình bằng cách nhắc lại lập trường chính thức rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc khôi phục hoàn toàn lãnh thổ của Ukraine. Công thức thực hiện thành công kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, điểm đầu tiên và quan trọng nhất
là Nga phải đầu hàng hoặc rút toàn bộ lực lượng chiếm đóng. Ông Oleksiy Daninov, thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết. Bất ngờ đến ngày 22 tháng 3, Ukraine lại thông báo đã chuyển kế hoạch hòa bình tới Trung Quốc một cách công khai và qua các kênh ngoại giao cũng như đang chờ đối thoại. Chúng tôi đã chuyển kế hoạch hòa bình của mình và gửi lời mời tham gia vào kế hoạch này tới Trung Quốc, cả công khai và qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi đã mời Trung Quốc đối thoại và đang chờ câu trả lời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Giờ đây các nhà quan sát sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu cuộc gọi theo kế hoạch của ông Tập với ông Zelensky có diễn ra hay không. Trong một diễn biến đáng chú ý, tờ Nhân dân Nhật báo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần này đã nhắc đến Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2022. Theo nhóm nghiên cứu dự án truyền thông của Trung Quốc, Ukraine vẫn hy vọng rằng Trung Quốc có thể đóng một vai trò nào đó trong tương lai. Một nhân vật thân cận với chính quyền Kiev cho biết, đó là người chơi chính duy nhất vào thời điểm này có đòn bẩy thực sự đối với Nga, sẽ là khôn ngoan nếu giữ cho cuộc đối thoại này cởi mở.